Nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trưng bày khoảng 2.000 hiện vật, tái hiện một cách sinh động lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam lại dành một căn phòng có diện tích là khá lớn để trưng bày một trong những bảo vật quốc gia được công nhận vào ngày 1 tháng 10 năm 2012, một bảo vật có liên quan trực tiếp tới chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó chính là xe tăng T-54B số hiệu 843. Cách đây gần 42 năm, thời khắc xe tăng T-54B mang số hiệu 843 thuộc biên chế đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 203, quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc Lập là mốc son lịch sử, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, khẳng định chiến thắng vẻ vang của quân dân ta. Dấu mốc lịch sử không thể quên trong lòng nhiều người dân Việt, nhưng trước đó, xe tăng 843 còn là một bảo vật với những chiến tích đầy hiển hách. Trong cái sự kiện của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, thì chiếc xe tăng này đã cùng với các chiến sĩ đã tham gia chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng, và tiếp đó thì nó đã tiến về giải phóng các tỉnh ven biển miền Nam Trung Bộ. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam thì chiếc xe tăng này đã được đưa về đây trưng bày để cho mọi người đến tham quan và chiêm ngưỡng. Trên chiếc xe tăng bảo vật quốc gia T-54B mang số hiệu 843 có một dấu hiệu rất là đặc biệt, đó chính là vết lõm dài 3cm và sâu 1cm. Vết lõm này liên quan trực tiếp đến pháo thủ số 2 của chiếc xe này. Và chúng tôi ngược lên Tuyên Quang tìm gặp pháo thủ số 2 của xe, hạ sĩ Nguyễn Văn Kỳ. Bao năm trôi qua, nhưng người chiến sĩ trẻ ngày nào chưa bao giờ quên đi ký ức về người bạn đặc biệt, xe tăng 843. Nhưng còn rất tiếc là cái xe của chú bây giờ gì? 4 thành viên, nhưng bây giờ chỉ còn lại có mỗi 2 thành viên thôi, còn lại mỗi mình chú với lại chú Hỏa lái xe. Cái xe là ở với chú suốt từ năm 72, chú ở Quảng Trị rồi. Tức là nó đã làm nhiệm vụ chốt giữ, đánh chặn quân địch là lấn chiếm thành cổ Quảng Trị. Từ Quảng Trị hành quân đánh thẳng vào Sài Gòn như thế. Khi giải phóng xong cái xe không còn cái lá chắn bùn, tất cả nó méo mó sụp sạch hết đấy mà. Chỉ còn cái khối sắt nên là nó cứng đét thì nó không làm sao cả. Cái xe gian chuyên ra vết. Vậy còn câu chuyện về vết lõm đặc biệt ở đầu xe. Thế nhưng cái đặc điểm nhớ nhất của chú là cái vết đạn đánh căn cứ nước trong, nó mình bị trúng quả đạn nổ của nó ngay đầu xe. Thì đấy, nó còn một vết trước là 3cm ở ngay đầu xe đấy. Và xe mình là bị bắn vào đây rồi chú? Bị bắn vào đầu xe này, chỗ này, giữa chỗ này này. Mà chú ở trên này mà cũng bị mà chú ở trên này thì bắt đầu nó nổ, nó té mảnh lên. Thì chú bị thương là bị thương ở phát đạn này. Mảnh, một mảnh nó cắm vào đây nhé cháu nhé. Nhưng mà nó dài như này này, túi chú lại đút cái ví to như cái điện thoại này. Nên là cái mảnh nó cắm vào, qua cái ví, nó cắm vào đến thịt chú thì nó đứng lại. Té máu ra thì chú cầm cái mảnh rút ra, nên nó chỉ cắm ngoài thì ra thôi. Xe bị thương ở chỗ này thì không làm gì cả, không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của xe cả. Nhưng con người là đau đớn tí, chứ còn không việc gì. Một tí thôi chú. Một tí thôi. Nó... sau này giải phóng xong rồi về với đời thường rồi, chú nghĩ mình chỉ là người may mắn thôi. Mình may mắn là được trực tiếp chiến đấu cái trận đấy, và cũng may mắn được chứng kiến cái giờ phút khoảnh khắc mà chuyển giao. Là cái lá cờ cách mạng bay trên mái Dinh Độc Lập, những lính trẻ lính già ôm nhau vừa khóc vừa cười. Cười là vì đất nước mình giải phóng, mà buồn là vì anh em đồng đội mình không được chứng kiến cái giờ phút đấy. Nói chung là bây giờ cứ đi, nó thiêng liêng lắm. Hôm nay rất là vinh dự cho cháu được gặp chú, được nói chuyện với chú và nghe câu chuyện của chú. Cháu chúc chú rất là nhiều sức khỏe để còn kể cho thật nhiều người nữa. Và với cháu, với cá nhân cháu thì các chú mới là những bảo vệ quốc gia. Cháu cảm ơn chú rất là nhiều. Chú cũng cảm ơn các cháu. Cảm ơn các bạn.